Xin chào các bạn, tôi tên là Atsushi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về phim hoạt hình của Nhật Bản. Ở Nhật Bản có rất nhiều thể loại phim hoạt hình. Khi tôi nói chuyện với nhiều người nước ngoài về anime, thì nhiều người nói là thích hoạt hình mà người Nhật không biết. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhé. Phim hoạt hình nổi tiếng ở Nhật, chẳng hạn như Dragon Ball, One Piece, Naruto, Lulu Kang và Shingeki no Kyojin. Dragon Ball và One Piece là những bộ phim được đặc biệt yêu thích. Hai phim hoạt hình này đã chiếu trên 20 năm rồi đó. Người Việt Nam thì thích những phim như Doraemon, Chibi Maruko, Conan, Đường Hồng. Phim Conan thì người lớn cũng thích và xem. Còn Doraemon và Chibi Maruko thì được trẻ con rất thích nhỉ. Tùy vào từng thế hệ, chúng ta thích và xem những phim anime khác nhau. Đặc biệt là hãng phim của Ghibli được viết bởi Miyazaki Hayao. Với những bộ phim có tên tuổi như Totoro, Sen to Chihiro, Howl, tôi thích Laputa nhất. Nhạc của bộ phim này cũng rất hay. Hôm nay tôi đã chia sẻ về anime của Nhật Bản. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Bye bye! Ở Nhật Bản có rất nhiều thể loại phim hoạt hình. Ở Nhật Bản có rất nhiều thể loại phim hoạt hình nổi tiếng. Người Việt Nam thì thích những phim như Conan, Doraemon, Chibi Maruko, Đường Hồng. Người Việt Nam thích Conan, Doraemon, Chibi Maruko, Đường Hồng. Xin chào các bạn, tôi tên là Atsushi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về hoạt hình. Xin chào các bạn, tôi tên là Atsushi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về hoạt hình của Nhật Bản. Về hoạt hình ê, anime à? Hoạt hình. Phim hoạt hình. Ok, phim hoạt hình nổi tiếng. Nổi tiếng ô nhập. Những bộ phim được đặc biệt yêu thích. Đặc biệt. Đặc biệt.